Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong cái video này thì nó sẽ là cái phần 3, nó sẽ là cái series thứ 3 trong cái series những con tàu đáng chơi mình sẽ làm cho anh em. Ở cái series phần thứ 2 thì mình đã dừng lại cho anh em từ con tàu khu trục GS Maya. Đấy, anh em theo dõi kênh thì chắc là cũng biết rồi. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục từ con Maya, chúng ta sẽ đi tiếp. Ở đây thì con đầu ở cái phần 3 này nó sẽ là con Visa Cabana. Mình cứ gọi là con D66 nhé, D66 cho nó ngắn gọn. Con này thì là một con khu trục, anh em có thể mua ở trên shop nhé. Con này mua giá rất là rẻ thôi, chẳng qua nó là cái bậc sử thi. Đấy, con này thì được thiết kế là 3 tên lửa, một khe đôi, một khe đơn, 2 ống phóng ngư lôi khóa, 2 phóng lựu, một khẩu hải pháo. Phòng không thì nó có 5 phòng không có thể thay đổi được, làm 2 khe anh em nhé, một khe 3 với một khe 2. Kèm theo đó là 2 cái loại vũ khí phòng không khóa, một khe X2 ấy. Nói chung là phòng không của con này thì rất là uy tín, cũng không có phải là quá lo đâu. Đối với một con tàu mà anh em có thể mua được mà không phải lên thị trường ấy, thì như vậy mình đánh giá rất ok rồi. Thì đấy là lý do tại sao mình liệt kê con D66 này vào cái danh sách anh em nên chơi. Cái lượng máu thì anh em cũng có thể nhìn thấy rồi, cái độ bền là 442.000. Một con khu trục hơn 400.000 máu thì vậy là chấp nhận được rồi. Từ 430 cho đến 450 là anh em có thể chấp nhận được rồi nhá. Như khu trục hạn thì anh em không thể nào đòi hỏi cao quá được đâu. Có anh bạn đứng đây này, hình như là sân bay à. Rồi, tạt. Con này tốc độ thì ở mức trung bình, nhưng mà cơ động thì tương đối tốt đấy, không phải là tệ đâu. Đây tàu sân bay rồi. Như cảm giác như con bot ấy anh em nhỉ. Mình có cảm giác như kiểu con bot ấy. Bác thôi. Còn nhìn cảm giác như con bot à. Bóp, ui trời ơi. Thốn rồi, tao này là thốn đến tận rốn. Rồi em xin. Chúng ta sẽ quay về chúng ta xử mấy cái thằng kia vậy. Không biết là chắc là 4 cái thằng kia nó lại đi ra cái đằng vòng này rồi. Và đúng là như vậy anh em ạ, có toàn là người hết. Nhưng mà có một ông là boss đúng không, tàu sân bay ạ. Đội bạn đen thế không biết chứ nhỉ. Trận này thì mình mang cho anh em là một cái khe đôi, đó là Thai 40. Một cái combo rất là cơ bản trên những con tàu X3 tên lửa nhá. Một khe đôi, một khe đơn ấy, thì mình hay thường lắp là khe đôi là diệt hạ. Còn khe đơn thì mình sẽ lắp theo cái kiểu gọi là spam Atmaka hoặc là cái Easy 21, tùy gì anh em có. Ngư lôi khóa thì anh em tất nhiên là không thể thay đổi được rồi. Pháo mình vẫn ưu tiên là cái loại Monarch. Khi thoảng này gọi là nổi hứng thì mình đổi sang cái loại pháo khác thôi. Anh em thấy không? Mất sân bay, mất tầm nhìn này. Nga khổ luôn ạ. Wow. Rồi, mình bị lộ rồi anh em. Bây giờ bị lộ nhưng không biết là còn có kịp không. Úi dồi ôi, cứ đứng đây cẩu thôi. Đội bạn nó đi hết thằng bên kia anh em ạ. Toàn rồi đấy, mình nghĩ là tầm này là toàn rồi đấy. Còn 2 thí sinh cuối cùng. Ui dồi, 2 thí sinh cuối cùng mắc vào đây anh em ạ. Nói chung con này thì nó không phải là cái thuộc dạng tàu sốc đam khỏe nhá. Nếu mà cái tiêu chí của anh em là chơi tàu khu trục mà sốc đam khỏe thì thực ra D66 nó sẽ không phải là cái sự lựa chọn đâu. Anh em cứ hiểu như cái con này này, nó đáng chơi nhưng mà nó kiểu như là hơi bị đa năng một chút, giống như con Usakov ngày xưa ấy, hoặc là bây giờ cũng vậy. Đấy, nó cũng kiểu như vậy, mà nó sẽ mạnh hơn Usakov một chút, tại vì nó có thêm cả cái phòng không khóa nữa. Chúng anh em mà chơi theo kiểu cái tính cách nó bình ổn ấy, đấy, không có thiên theo bất kỳ một cái hướng nào, cái gì cũng có thể chống được, đấy, thì anh em chơi con này rất là tốt. Đặc biệt nhất là con này nó sẽ phù hợp cho anh em cầy chay, không có điều kiện ấy. Đấy, thì anh em chơi mấy con tàu đô la ở level 15 chán rồi, nên đến cái level 20-25 thì anh em có thể chuyển sang mấy con này, rất là ok. Rồi, hỏng rồi, anh Trung Quốc anh hỏng rồi. Còn anh cuối. Con này có khóa không ta? Lâu lắm không sử dụng con này, hình như không khóa được anh em ạ. Bắn cái kiểu giò này mới bực mình chứ nị. Đây này. What the hell?
nó lại bắt mình phải đi vòng lại anh em ạ. Cái tôi muốn nhà nó chi nhỉ. Được cái là cái con D66 này anh em mà lắp cái lá cờ Việt Nam với quả skin xanh anh em thấy nó nổi không? Quá là nổi luôn ạ. Lá cờ Việt Nam đỏ chót trên con tàu xanh lè. Ừ hay. Vâng, thế là cuối cùng cái ông Admiral Nakimov kia ông đi nha, ông hốc hết sạch. Bực mình ghê đó. Ông này không chịu đổi tên ạ, à, level 3 mấy ấy nhỉ? Level 32 mà không chịu đổi tên. Còn một mình ông này không biết ông ấy chạy đâu. Cố chạy ạ. Ôi thật đắng lòng thanh niên. Thanh niên này bị quay chắc chắn là chết rồi, không thể nào mà chạy được. Tầm này anh ấy sống nó chỉ gọi là cái thủ tục thôi. Trời ơi. Đấy, em cứ đứng em cấu này đấy. Em thấy nó ok không? Sỏi ơi, mang cả trực thăng đi nha, bắn thành cho nó nhục. Rồi, anh ấy toàn rồi. Cũng chỉ là tròn triệu đam thôi anh em nhé. Không thể nào mà thò mặt ra mà này. Bắn được trực tiếp mà từ vào tàu mình và tàu nó á. Rồi, và cái thí sinh thứ hai tiếp theo của chúng ta, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình đây, đó là một con tàu khu trục hạm TF-2000. Một con tàu không hề rẻ trên thị trường đâu anh em nhé. Nhìn cái lượng trang bị vũ khí của nó mình thấy nó khá là ấn tượng. Cái ấn tượng nhất của mình đó là trang bị nó giống như kiểu con Glider ấy. Đầu tiên là nó sẽ có 4 tên lửa này. Đó, chia làm 2 khe, đều là 2 khe đuôi hết. Tốc độ anh em nhìn thấy rõ ràng trên màn hình đó là 24 hải lý. Lượng máu của con khu trục này đó là 474k. Anh em thấy nó ok không? Quá ok đúng không? 474k, cực kỳ trâu. Đối với những cái dòng tuần dương hay thiết giáp thì đây có thể lượng máu khiêm tốn, nhưng với con khu trục ấy, đây là một cái lượng máu rất là ấn tượng. Con này thì nó sẽ thiên cái hướng nhiều hơn là về diệt hạm anh em nhé. Đấy, chứ còn về cái mặt mà chống ngầm thì nó sẽ hơi kém. Và mình khuyên anh em là nếu anh em nào mà thích theo cái xu hướng chống ngầm ấy thì anh em không nên chơi con này. Anh em mà thích diệt hạm thì anh em nên chơi. Nên chơi con này nhé. À đủ. Chỗ này đi ra có góc này, có góc đẹp luôn này. Ở đây anh em thấy mình nắp đó là cái thai 40 này, cái Pramos. Con này thì nó có một cái khe X2 cũng phóng hư lôi, anh em sẽ có thể thay đổi được. Hốp, ui trời ơi. Vâng, và đây là khả năng diệt hạm đây. Té thôi, làm gì căng. Té thôi, khó quá bỏ qua anh em nhá. Khó quá bỏ qua, làm gì căng. Rồi, có một khứa đi ra đây này. Đây sẽ là một cái kèo cực kỳ đẹp mắt cho chúng ta đây. Đó, đối đầu với Mitchell Monsor anh em nhé. Đó, anh em có thể học cái cách của mình cũng được, tức là bắn theo kiểu như là từng khe một. Đấy, đợi cho đối phương sơ hở phát là anh em vã luôn. Anh em cứ bắn từng khe một thôi, vì nó đều là X2 cả mà, ở đây có thiết giáp này. Đấy, sau khi nó mồi xong anh em có thể dồn tiếp. Thì đấy là cái lý do tại sao mình sử dụng luôn cả hai khe đều là diệt hạm. Hốp, ui sỏi, cái khe đẹp không anh em? Đẹp. Thôi lùi lại thôi. Lùi lại là ăn ăn chặt anh em nhé. Trời ơi. Đôi bạn bị quay rồi. Bị quay rồi. Thôi, anh này chắc lại không tính tiền rồi. Chúng ta lại đi lên tiếp. Bốp. Ui sỏi rồi. Đó, mấy con cụ chụp anh em đấu mấy con thiết giáp này, anh chỉ đấu kiểu này thôi chứ đừng có thò ra hẳn. Hoặc là cũng đừng có thò ra đấu quá lâu với nó nhá. Toang đấy. Đấy, mình nắp một cái khe X2 ung phóng hư lôi. Cái này chúng ta sẽ chỉ diệt ngầm ở giai đoạn cuối thôi. Nói chung là có chống ngầm, không có cái phóng lựu. Đấy, chúng ta chỉ bắn đúng tới điểm là dừng, không hơn không kém. À, chúng ta cứ giặt tẹo như ui giỏi ôi. Cái trường hợp này là bẫy mồi rồi anh em này. Đấy, bẫy mồi là chết chắc luôn. Chết chắc luôn rồi anh em nhé. Không đỡ được đâu.
Ôi, cái góc này nó đẹp thế à, giời ơi. Bắn đến bao giờ? Vâng, đây là Usakov. Usakov lắp cái quả skin ấy vào nhìn giống con Ismax ấy nhỉ. Khả năng trúng ngầm thì nó chỉ có ở hai cái ô con hư lôi. Chính vì vậy mà mình sẽ không có dại gì liều lĩnh làm gì cả. Khó sớm bây giờ là chết sớm. Rồi, bây giờ chỉ còn có một mình cái thằng Izanami chúng ta có thể tự tin chơi được. Hơn 300k máu chúng ta có thể tự tin chơi được anh em nhé. Đấy. Bây giờ nó hết cái bẫy mồi ngư lôi, chúng ta cứ áp sát. Úi giời ơi, Poseidon nó nhảy vào kìa. Mình chơi cái loại Blackjack thì thành ra là một cái khe X2 thì nó sẽ bắn ra một lần là X4. 4 quả ông phóng ngư lôi đây anh em. Đỡ không nổi đâu. Con này hết sạch cả oxy thì chơi cái gì nữa không biết. Rồi ok anh em ơi, và đây là cái thí sinh thứ 3. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đây là một con tàu mà chắc là nhiều anh em nhìn thì cũng biết thừa rồi. Con là gì à? Mình hay gọi là con là siêu quấy rối. Squall ship anh em nhé. Cốp ngay. Làm như kiểu một mình anh biết bắn không bằng ấy. Thấy cái là chết với em ngay. Đấy. Sân bay ở hơi xa anh em nhỉ. Bay này là hơi xa đấy. Đủ. Sớm vậy ta. Mình mất công mình đi check map cho anh em mới cùng anh em để mình bán thế. Còn mình chưa kịp giới thiệu. Mình hết giờ thông cảm nhé. Chưa kịp giới thiệu xong nó bắn bù đầu. Tóc bắp cải. Bình tĩnh thôi anh em ơi, bình tĩnh thôi, cũng đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Mời anh đứng lại nơi đây. Và những người ăn chạy. Ôi, mất sân bay rồi, bây giờ chúng ta sẽ anh em rất là so gì nha. Rồi ôi, em biết là thằng sân bay nó ở ngay trước mặt em rồi. Thấy một loạt tiêm kích nó lên sớm quá. Em giật mình. Giật mình trong đêm. Con này thì nó có một cái pháo khóa này, một cái phóng lựu khóa này. Phóng lựu này là phóng lựu của khóa mục tiêu ấy. Chắc là anh em cũng không còn lạ gì mấy cái loại này rồi đúng không? Ngư lôi thì này, bốn cái ngư lôi anh em ạ. Rất là khốn nạn. Cực kỳ là mất dạy anh em nhé. Đấy, sau khi anh em qua cơn đại hoạn thì bây giờ chúng ta sẽ lại xử ngược lại nó thôi. Đơn giản mà đúng không? Sỏi rồi. Nhìn thấy thôn luôn. Bắn không thương tiếc anh em nha. Những cái loại này phải bắn không thương tiếc. Em xin một mạng. 3 km này anh em này. Đấy, thông thường anh em chơi con này thì có nhiều cái cách để mà núp né. Anh em nào mà thích cái kiểu chạy lông nhông thì chơi con này rất là hợp lý. Còn cái khe tên lửa đầu tiên ấy, đây là khe tên lửa duy nhất mà anh em sẽ có thể thay đổi được đấy. Thì mình khuyên anh em là nếu như mà anh em mà tức là thích chơi kiểu mà cho nó mạnh ấy, thì anh em nên lắp những cái loại tên lửa mà có xu hướng spam nhá. Đấy, chứ không nên tham cái loại diệt hạn làm cái gì. Con này mà kết hợp spam vào thì nó chúa tể quấy rối luôn. Trận này hơi đen anh em ạ. Vừa mới vào một cái tự dưng chết là thằng tàu sân bay cố chết đấy. Thế xong cái tự dưng vã mình tí chết. Anh là Big Boss, anh ấy tính chạy đâu. Đây mình mang cái con VKZ19 thì thế nó bị đẻo chứ nhỉ. Check map nó hơi chậm. Chứ quả mà check map ở những con trực thăng pass, trực thăng mà nhận sự kiện nó phải nhanh hơn một tí ấy. Không đến nỗi đâu. Nhiều khi là check sớm được một tí là cũng không đến nỗi mà chết sớm thế đâu. Rồi, bây giờ cho nó mất map đi đã, rồi chúng ta sẽ dần dần tiếp cận sau. Còn cụ trục hết sức là khó chịu, lượng máu 435.000. Nói chung là ok. May còn ăn được cái thằng sân bay bên nó, nhưng không ăn được thằng sân bay bên nó còn khổ. Anh em cứ bình tĩnh đi. Đâu sẽ có đâu à. Khi chó có bám tôm, cái khả năng phòng thủ của con Squall Ship này thì nó yếu. Đấy, anh em phải chơi, phải tận dụng cái địa hình nhá. Không thể nào mà kiểu chạy lông nhông được đâu. Đấy là mình toàn tận dụng địa hình thôi. Thằng này kia level 50. Ê xà, Clan Shark anh em ạ. Ok anh em ơi, lên đi. Ngàn rẻ. Đâu, khó ra. Tại vì nó còn có trực thăng ấy, cho nên là cái khả năng phát hiện tầm nhìn thì nó sẽ luôn luôn phát hiện sớm hơn mình.
Ở đây là con Nam Trang. Thực ra thì full ship thì nó không có sợ con Nam Trang đâu. Ông này cũng đang cố đưa trực thăng đi để kiểm soát xem mình đi hướng nào ấy mà. Lạ gì đâu. Rồi như vậy là mình biết nó ở đây rồi. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ phải tản đi thôi. Cái trực thăng ấy thì mình đảm bảo luôn là nó mà nó cứ đi đi lại lại như vậy nó không giữ được lâu đâu. Rồi chúng ta sẽ đi áp sát luôn nhá. Đấy, móc phải móc bằng đuôi này này. Nó mới là hợp lý. Pop ngay. Anh em thấy không? Đấu làm sao được. Một đống cái ngư lôi nó trôi vào nó gây áp lực cái là bắt buộc phải lùi lại ngay. Tại sao cái ông kia ông không đi lên với mình nhỉ? Thứ cấu vậy ta. Tại sao ông không đi lên, ông ấy hỗ trợ với mình, ông ấy đứng lại nhỉ? Hát đổ. Ok. Mang loại spam ghê đấy anh em ạ. Rồi, chúng ta đấu tới điểm là dừng thôi. Quái nó nổ toàn hạt nhân anh em ạ. Kinh quá. Nó làm cho mình có một cái hiệu ứng nó giật nó lắc. Máu em hồi rồi, em không sợ. Đấy, bây giờ cái ngư lôi nó trôi vào nó mới là cái vấn đề anh em này. Wow, giật. What the hell, giật lag anh em ạ. Giật lag không kịp nhìn thấy cái gì luôn. Rồi, hút đi anh em ơi. Đến giờ hút rồi. Đến giờ hút rồi anh em nhá. Đấy, đến giờ hút rồi đấy. 2-1 thì không chốt cũng que. Cái thằng này nó cũng hơi bị lì một tí. Rồi, cái quả đấy nó giật lag quá anh em ạ. Rồi và qua cái lớp khu trục, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái lớp tuần dương anh em nhá. Cái trận vừa rồi trời nó giật nó lag kinh khủng luôn đấy. Mình phải đợi khoảng độ 1-2 phút để cho nó nguội đi một chút thì chúng ta mới lại tiếp tục được. Với cái trận trước thì chơi con Spoonship nó giật lag quá anh em ạ. Nó hiệu ứng nó nhiều quá. Nó khiến cho gần anh em xem thấy rồi gần như đơ không nhìn thấy cái gì luôn. Tại vì mình muốn anh em xem cho nó chất lượng cái cấu hình cho nó cao cao một tí. Thế cho nên là anh em phải chấp nhận nhiều khi nó bị giật lag ấy. Rồi thì xin tiếp theo xin lỗi anh em. Có thể nói là cái thí sinh đầu tiên nhá. Thí sinh đầu tiên ở trong cái lớp tuần dương của chúng ta đó chính là không ai khác CG72. Pop anh em ạ. Anh em thấy là mình đã trang bị cho con CG72 này một cái bộ trang bị có thể nói là siêu gây sát thương. Không phải là gây sát thương mạnh nhưng mà lại cực kỳ khó chịu nhá. Đấy, một con tuần dương 2 pháo. Đời heo sau này nó đi nó bị ngáo ngáo sao? Sao nó cứ đi ngáo ngáo này? Nó bị quay mình như sao anh em? À, đây là một con tuần dương mà mình nói thật nhá, là theo cá nhân của mình đánh giá là con này thì anh em nên chơi. Nên chơi nhưng mà nên chơi theo cái kiểu gọi là phải có kỹ năng thì mới chơi được ấy anh em. Thực sự là như vậy, anh em phải có cái kỹ năng một tí thì anh em mới chơi được. Còn phải chuyển sang chơi con này cho nó lành. Biết mình có nên phá người lôi hay không hay là chấp nhận mất máu anh em nhỉ? Rồi chấp nhận mất máu đi nhá. Thực ra nó mất không có nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta cứ đứng đây bắn thằng tàu sân bay tí cho nó xuống. Bắn cho nó bó đời ấy mà. Thực ra làm gì còn ai đâu. Con CG73, xin lỗi anh em, con CG72 thì nó mang cái thiên hướng là nó yêu cầu trình độ cái kỹ năng cao. Và anh em phải bắn được pháo tốt nhá. Bắn được pháo tốt ấy thì anh em mới chơi những cái loại tàu hai pháo thì nó mới có phát huy được cái tác dụng tối đa. Còn nếu mà anh em kỹ năng không tốt thì mình khuyên anh em là không nên sử dụng cái con tuần dương này. Sục. Sục thôi. Đến giờ sục rồi. Anh lùi làm cái gì? Nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Và một đống cái loại ngư lôi tên nửa chống ngầm nó bắn thẳng xuống nữa ạ. Bao nhiêu năm rồi ai còn nhớ em không? Vâng, không biết là anh em liệu còn nhớ cái thí sinh này hay không. Một trong những cái thí sinh mà nó đã làm lên cái tên tuổi và nó đã gây ấn tượng cho anh em rất nhiều, đặc biệt sau khi được làm lại anh em nhé. Rep Varag, vâng, một con tàu tuần dương của Nga.
ngay sau một con tuần dương của Mỹ, chúng ta sẽ đến với một con tuần dương của Nga, rất đáng nền trời. Anh em lưu ý ở đây là mình chỉ trên cái khía cạnh là tham khảo ý kiến cá nhân của mình thôi, mình cảm thấy chơi được thì mình sẽ bảo với anh em. Con này thì nó hơi bị đơn giản một tí, nhưng mà nó lại có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều anh em. Tại vì sao? Tại vì sao anh em chờ mình bắn thằng này cả đã nhá. Đấy, X3 tên lửa này, đấy, 3 phóng lựu, 1 pháo. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nó không có nhiều nhá. Nhà em điều kiện nó chỉ có thế thôi. Nhưng mà cái em cần phải chú ý ở đây ấy, đó là cái 11 cái phòng không. What the hell, nhà nó 11 cái phòng không à. Anh em biết mình đang lắp cái gì không? Full Gapun đấy. What giò heo. Anh em có biết cái gì không? Mỗi một lần nó bắn lên là nó bắn lên 22 cái Gapun đấy. Không đùa được đâu. Vâng, mình sẽ không phá đâu. Để cho phòng không có tự nó phá đi anh em ơi. Trận anh em bẻ hơi căng rồi đây. Bên kia, bên mình cũng hỏng mất rồi. Kìa, cũng va rác kìa anh em kìa. Đấy, anh em thấy không? Địch nó còn sử dụng con Varad nói gì. Có xử được không? Rồi ok, như vậy là còn 3 thằng bên kia. Chính vì bản chất là một con tuần dương à, cho nên là cái độ cơ động với tốc độ thì nó không được cao. Nhưng mà nói chung là đồ trên shop mà, thì anh em chơi như con tàu nó chỉ như thế này thôi, nó không thể hơn được. Rồi còn 3 thằng bên kia 4-3. Nó có loại thế về người, chúng ta cứ phải đi thôi. Chết cha, đội bạn bây giờ đang kiểm soát được tầm nhìn anh em ạ. Bắt được cái thằng tàu sân bay kia thì ăn. Chứ còn bây giờ ăn hai thằng kia thì tìm hàng kia nó là chỉ là vô nghĩa thôi. Có ông nào còn trực thăng hay không như thế này. Hình như là không còn rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải đi dò mù đây này. Cái thế này là thế mình không hề mong muốn bao giờ nhá. Hơn người. Thank you. Úi dồi ôi. Lộ hết vị trí rồi nhá. Có góc. Đấy, nó lùi lại thì nó sẽ lại dính những cái người đồng đội của mình. Góc không? Bắn tốt. Ra đây. Mình sẽ yểm hộ cho các bạn. Úi dồi. Giật tâm lên cao thế. Ô, anh em có xử được nó không vậy? Quái vậy ta. Đi lên đi xuống với chúng tôi này. Rồi, bây giờ chúng ta lại hơn người rồi. Nhưng mà cái điểm nhấn nó là nó mất tàu sân bay rồi anh em ạ. Anh em thấy một con tuần dương chơi bằng đô la này có sướng không? Tuần dương level 15 nhá. 500.000 máu nhá. Đủ uy tín chưa? 11 phòng không nhá. X3 tên lửa nhá, X3 phóng lựu nhá. Những cái đồ diệt hạ mà chống ngầm rất cơ bản cho anh em. Pháo tất nhiên là phải có rồi đúng không? sao đội mình yếu rồi? Trận này team mình không có sân bay ấy, mình đang hơi bị đuối nhỉ. Nice. Em mang cái rocket 500.000 máu. Em không có ngán đâu. Anh em đâu? Hỗ trợ. Úp. Chết không? Không chết kìa. À rồi. Tưởng là không chết thì nó hơi bị điêu. 11 cái phòng không. Úi trời ơi. Con này mình thấy là cũng chơi được. Mặc dù là nó không thực sự là theo cái kiểu gọi là bá đạo, nhưng mà anh em kề chay thì vẫn có thể cân nhắc chơi được. Rất tốt. Bây giờ mình thấy cơ bản anh em hỏi mình toàn là kề chay là nhiều. Và có chăng thì điều kiện anh em nó chỉ có giới hạn thôi. Đấy, nhiều khi anh em có thể chán tàu này chơi tàu kia cũng rất là ok. Đâu có vấn đề gì đâu. Ui xòi ô. Ai làm gì anh mà anh mồi sớm thế? Anh làm gì nhà anh mà anh mồi sớm thế hả anh? Đứng đây solo với nó luôn nhá. Đấy, tuyên bố với anh em luôn là đứng đây solo luôn này. Sinh tử tới chết luôn này này. Đấy. Anh em thấy chưa? Chết thì thôi nhá. Trời ơi.
Rồi, sinh tử với nó tới chết luôn anh em ạ. À, anh em đã thấy sức mạnh của Varag chưa? Đứng tay ôi solo với Monsoa nhá, tàu phát luôn nhá. Vâng, và ngay sau cái con tuần dương hạm Varag thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một con tuần dương nữa, cũng vẫn của Nga anh em nhá. À, ở đây có con khu trục của Nga đây này, Lider này. Vâng, đó chính là con RF, xin lỗi anh em, đó là con Veliki. Mình quyết định bảo cái con Admiral Nakimov. Con này con Veliki anh em nhá, mình nhảy tía thì nói nhầm. À, tại sao mình vẫn liệt kê nó vào đây? Tại vì con này thì bản chất của nó vẫn rất là đa năng. Nó chỉ có cái điểm yếu ấy, đó là nó dễ bị công kích ở cái giai đoạn đầu. Thì nói chung là anh em sẽ cần phải biết được cái đây là điểm yếu và anh em khắc phục nó ở giai đoạn đầu ấy. Tùy từng cái map anh em di chuyển cho nó sớm à. Đừng có ham hố mà gây đam. Con này thì chủ yếu là anh em đi kiểu như là tanh trâu là chính rồi mà. Đó, anh em thấy cái tốc độ đi không? Đó như thế này này, trong cái trường hợp như này nhá, mà anh em ví dụ ở đây mà anh em không biết là có ai hay không ấy thì không nên đi thẳng mà nên chủ động đi sang hướng này một tí. Đấy, hoặc là đi gần vào đồng đội này này. Có cái xu hướng nó pe hộ mình một tí thì nó sẽ ok. Đó, anh em nhá. Thì nên đi sát vào địa hình một tí thì cái khả năng cái xác suất của con Belly nó sẽ sống được rất là dai. Đó, như vậy là con Lider nó muốn đi bên này thì mình sẽ đi bên này luôn nhá. Đấy, Lider thì bây giờ nó 4 tên lửa cơ. Kết hợp với một cái X3, X51 của mình nữa thì mình không tin là ông nào có thể trụ được với cái lượng sát thương như thế này. Đội bạn nó có sân bay anh em ạ. Đấy, hơi nhọ tí. Nào. Đấy, tiếp chiêu ngay. Một con đi giống FL71 ấy nhỉ. Nhìn nó hơi giống. Đấy, mình sẽ phối hợp cùng với lại con Lider nhá. À, do clip nó cũng hơi dài nên mình sẽ chơi nốt cái trận này. Á đồ. Ngầm anh em ạ. Tưởng thí sinh nào. Tưởng thí sinh nào hóa ra lại ngầm anh em ạ. Con này nó búp lên tận X3 cái ông phóng hư lôi. Anh em có thể thấy là một khi mà dính cái X3 này thì nó đau như thế nào anh em biết không? À, mình sẽ đứng lại đây để mình chơi nốt thằng này đã. Úi trời ơi. Thôn lên tận rôn. Thôn lên tận rôn anh ơi. Rồi, nó tiêu rồi. À, sau đít. Sai ơi. Cực kỳ là hợp lý anh em ạ. À, sẵn sàng đứng quay lại chơi luôn. Thí sinh tiếp theo. Đó, anh em thấy có cái sức mạnh của con Veliki mà khi mà đi cùng với đồng đội chưa? Ủa, chạy được kìa. Ở chúng ta sẽ phải đi lên nhá. Không thể nào đứng lại được bởi vì chúng ta phải đi lên để lấy cái phòng không ấy. Con này thì nó sẽ không có pháo tự động nhưng mà nó sẽ có 6 cái phòng không. Nó sẽ hỗ trợ cho team rất là tốt. Con này anh em mà muốn mạnh thì nên đi chung với đồng đội. Hát đủ. Quái mình để cho mất X51 kìa. Cứ cố vậy ta. Usakov cũng là một tàu của Nga đây anh em ơi. Nhưng mà đối với con Tali đấu không lại đâu. Rồi. Không có ai đứng đây hỗ trợ cho mình nhỉ. Rồi được, mình thích thì 1-1 với con Usakov, không sao. Anh em dự đoán xem phát này có chết không? Có chết không? À, thí sinh cuối cùng. Nốt cái thí sinh này thì chúng ta sẽ kết thúc cái video. Video nó cũng hơi dài rồi. Ở cái phần tiếp theo đó là cái phần 4, mình sẽ lại tiếp tục đi làm cho anh em. Mất cái gì đâu. Úi dồi ôi, dính được một phát anh em ạ. Dính được một phát à. Chúng ta phải quay đầu thôi. Đó, anh em thấy con này không? Cái điểm yếu của nó đấy. Điểm yếu nói chung là khả năng xoay sở tại chỗ. Đấy. Và nếu như mà anh em mà đi chung với team ấy thì team anh em nó phải biết, nó phải hiểu được con Veli nó là như thế nào. Đấy. Nói chung là con Veli luôn luôn phải có người đi bên cạnh nhá. Đấy. Anh em có hiểu cái kim chỉ nam là như vậy. Không có người bên cạnh thì sẽ rất là mỏng manh. Chỉ với 6 phòng không. Nếu như mà nhiều hỏa lực nó tấn công vào hoặc là một tàu sân bay nó dội vào thì khó đỡ lắm. Kể cả có đỡ được thì cũng không thể nào mà tức là tiếp tục để tác chiến được ấy. Đấy, kiểu như vậy.
Ôi, đi lên nào, đi lên nào. Úi giời ơi. Úi giời ơi, pop cho cái này bảo tay số. Ôi, hay nó vẫn né tốt vậy ta. Né cực tốt nha. Có thò ra được không? Hy vọng là anh đừng có thò ra nhá. Ai à. Được, sang này xử nốt đi. Cho nó mất luôn. Cho nó mù luôn nhá. Kịch kịch kịch. Chết. Ô, hết đạn kìa. Bắt đời heo hết đạn kìa. Em tỉnh lắm. Không có mùa xuân đi đâu. Rồi, lên chiến tốt. Dốc GSS thì nó toàn tên lửa mà anh em. Không làm gì có cái vẹo gì khác đâu. X51 nó dễ bị phá quá anh em nhỉ. Kể như mà cái ngày trước cái X51 nó vẫn độ bền, nó vẫn cao, nhưng ngày trước thì không nói làm cái gì. Chết. Úi xỏi, không kịp là X51 phát cuối kìa anh em kìa. Đấy, thì vừa rồi mình đã đi điểm danh qua tiếp tục ở cái phần 3. Những con tàu anh em nên chơi, có xu hướng nên chơi. Và anh em hãy đón chờ tiếp phần 4 nha. Mình sẽ lại tiếp tục ra phần 4 sớm nhất cho anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong cái video tiếp theo.